bỗng một ngày cha tôi lìa bỏ cuộc đời. Cha ơi, một ngày mất cha, con bơ vơ biết đi về đâu. Con gục đầu chỉ thấy đêm đen, con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi, cha bỏ con. Bỗng một ngày trong căn nhà trống vắng, bỗng một ngày cha tôi lìa căn nhà này. Cha đi vào lòng đất sâu, con ngậm ngùi khóc cha nhìn cha. Con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi dòng lệ tuôn mãi không ngơi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi, cha ơi, giọt lệ ướt mi, con ngồi nhìn lá rơi mùa thu. Con chẳng còn những tiếng ru xưa, nay chỉ còn vành trắng khăn ta. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha.
đức sinh tài. Người ơi đừng quên công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy xa. Người ơi làm người ở trên đời nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành. Vì ai mà có ta uống nước nhớ người. Người ơi đừng quên công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy. Thì bán nhà bà ba bà ta thì đã thật chủ. Thì
nói lời thanh chú thiên bố tự chú giả kim thời lại có hồi chiến văn cùng bên chung vào mai lắm tay chỗ mặt ngưỡng ngưỡng xanh ba bánh ngọ đi hưởng dư trời để ngủ thẳng ba tới đại hạn lắm chung quy mẫu niên tư hoàng thần tan nhờ kiếm thời thọ mệnh lâm chung nhân viện thần hồ chi ước linh di quyền phần đăng an giữa nghiệp ngoài trời lão đi tới sớ đi ra ra đời ước linh dung ra là bồ cao lộ dương bồ tát nam ra ra mai ước linh dung ra là bồ cao lộ dương bồ tát nam bồ cao lộ dương bồ tát nam bồ cao lộ dương bồ tát ma ban ban chủ kiện thiên thời phần lời hữu linh nhị bình thần giai quỳ xuống trước linh đài thành chứng tưởng hiện dân cơ cây bát cơ thầy nặng già nhẹ nhớ thương hồn linh ơi lấy ngọc nhơi lại lấy lòng lấy tình còn đông trong thương nhớ lấy nghĩa ân tình lấy nghĩa ân tình con cháu chưa kịp đền đáp trả cho xong ngàn bát bày còn ngày quay trở lại linh mất rồi thì muốn thờ có đứa đoàn viên nay hương linh xa con xa cháu để con cháu chẳng rằng hồi nay tưởng niệm hương linh mấy dòng lễ thầu hương linh phật văn nhân ai nguyện hương linh từ hoàng lực thang quá bảo liên đài nam mô đa bảo thiên lai nam mô bảo thắng như lai nam mô diệu sa tăng như lai nam mô hoàng pháp tăng như lai nam mô liên quan nguyên như lai nam mô căn độ vượng nhân bạc la hồng nam mô tăng hòa đại tăng a ra hòa lô chi đa an tăng bạc la tăng bạc la hồng nam mô tăng hòa đại tăng a ra hòa lô chi đa an tăng bạc la tăng ca số lô ta bạc ha nam mô tu ru và gia đẳng thắng a ra gia đẳng thiện tăng tu ru bát nga tu ru bát nga tu ru ta bà Di đà bà già đà ta già đà già đà vì già tha như vị nô bà thầy ăn như vị mát tài chính minh nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư a di đà phật tái tài chính minh nam mô đông phương giáo chủ tiêu tai viên võ mãn nguyện từ dũng dược sư lưu ly quang vương phật tái tài chính minh nam mô đại từ đại bi thần thân cứu khổ cứu nạn nghĩa căn viên thông quan tài linh ca mướn quan thế âm bồ tát ma tát tát đạn tiết minh sinh nguyện cầu mật thuyền gia hộ nam mô đao lợi thiên cung chúc vị thọ phật phân thân thập hội hiện thanh văn tướng đại nguyện địa tạng vương bồ tát ma tát tát đạn tiết minh tổng hiệu chứng minh sinh nguyện cầu oai thờ hộ niệm bồ tát thanh văn phạm vương đế tích tứ vị thiên vương chúng thiên long trạng bát bộ hộ pháp thần vương nhất thiết chư vị thiện thần đồng thiền từ lâm mẫn phạm tình đã ứng đạo giao bất khả tư vị chứng minh gia hộ nam mô a di đà phật phục nguyện hồn siêu về nơi cõi phật a di đà thế giới tịnh độ tây phương nghiệp dứt nơi chốn cõi ta bà thật lao sen vàng chúng phẩm vừa nở hoa 174 trên 33 trên 24 đường Nguyễn Tư Giảng cười 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh đất nước Việt Nam ta bà cõi cư tôn tụ nơi gia xứ đối trước tam bảo phật tiền thành tâm thiết lập đảo càng phát lễ hộ niệm kỳ siêu phúng tụng đại thừa tôn kinh a di đà tập niệm phật nguyện đem công đức phước đức kỳ tụng kinh chú niệm phật này nhất tâm hồn hướng cầu nguyện phật được tăng quy pháp luân thường chuyển phong điều vũ thuận quốc tới dân an thiên hạ thái bình nhân dân an lạc tứ phương lợi lạc ngũ cốc phong dung trăm họ quan trai hưởng thái bình điều thắng nhuận mưa pháp thứ nguyện đem công đức kỳ tụng kinh chú này lại nguyện hồi hướng cầu nguyện cầu siêu độ phục vì quá giảng hương linh chánh độ hiển linh tánh danh ông Nguyễn Văn Hầu hương thanh bính họ niên hướng dương trần thế ngũ thẳng bát tuế đại hạn lâm chung quý mão niên tứ nguyện thành tam nhật kiếp thời thọ mệnh lâm chung nhất vị thần hồ tiêu linh nguyện hương linh ông Nguyễn Văn Hầu từ từ tự tan báo oai thần lượng tính pháp nghe kinh tất trụ họ dĩ tiêu diêu bát đức thiện trung nhi tự tài nhất thành thượng đàn vạn tội văn tiêu muốn kèn lấy
sách sao cho thơ,
những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, thank you.
chi thời lai có hội chiêm thân phụng thỉnh cung vọng lai lâm tan chú thành phẩm thượng hương ninh thỉnh hương hoa thỉnh hương hoa đăng hộ niết bàn chi phật cánh văn kim sư thỉnh thủy có linh viên họ tại tự tan chú kiền tiền trà châm hiền quốc hương linh sơ từ sơ điểm trà hiến trà mơ hương linh dùng trà nam mô cao lộ dương bồ tát nam mô cao lộ chân độ hiện linh tinh danh ông nguyễn văn hầu hương sanh binh ngọ niên ứng dương trần để ngũ thập phán tuế đại hạn lâm trung quý mão niên tư nguyện tâm tam nhớ ghế thời tòa mệnh lâm chung nhân vị thần hồn chi hương linh nhi nguyện thích dân kiến thái thánh nguyện hương linh phó trai viên thọ tài hương thần tam chủ kiền viện trà trăm niên công hương linh nhi tường tái điện trại trà mời hương linh dùng trà nam mô cam lộ dương bồ tát nam mô cam lộ dương bồ tát cơm miếng đồ ăn cơm nước bừng sới để chân lên tỏ lòng thật kính yêu thảo giới loài hương linh như ăn tiền con cháu nhớ thương hương linh nơi đây ngọc giới lại đây lòng đây chơi trà sông nhãn lái bày còn ngày quay trở lại nhưng lên mất rồi thì muốn thở khó lại được đoàn viên nay lên xa con xa cháu để con cháu chẳng đang ngồi nay tưởng niệm hương linh mấy dầu lệ thần cẩn y ta thừa giáo sinh tu tăng như la nguyện hương linh thừa phật lượng tha quá bảo liên lợi nam mô đa bảo như la mô bảo tăng như la đủ đủ bán ra tu đồ mà đa tha giả đa đi giả tha a di đi đô bà đi a di đi đa tha na bà đi a di đi đa thì ca lan đế a di đi đa tha giả đa giả đa đi giả tha a di đi đô bà đi a di đi đa tha na bà đi a di đi đa thì ca lan đế a di đi đa thì ca lan đa giả di đi giả giả a di đa ca la dương tự giang tâm thủy phong sơn ranh thượng trà hương linh tam ẩm liệu tạo thành phá vương gia vòng thực kiền thiền lễ nhi đà mạng sử cúng bụi sát đưa tiễn hương linh đến đây đều vỗ trồ tản quý cháu con đồng thọ thọ phước khởi thân lễ tạ hương linh thần tập tứ bái tiểu diêu chờ thế giới khói làm bảo liên bài thank you.
chứng minh. Nam mô Hậu Minh Giáo Chủ cứu khổ bổn tôn, cứu bạc minh đồ hiện thân văn tướng. A Di Đà Phật, ngưỡng nguyện Quan Âm Thế Chí thì bảo cái thủ tràng vang tiếp dẫn dòng hồn. A Di Đà Phật này hư linh ông Nguyễn Văn Hầu, sanh năm bên ngọ hưởng như dư trần để ngũ tạm bát quê đại hạn lâm chung quê mão ni tư ngoại thạm tam nhờ chi thời thọ mệnh lâm chung nhất vị thần hồn chư linh ấy lắng nghe. Sanh giả không tử giả không hề sống nương cõi tạm chết rồi trở về lại quê xưa, hữu sanh hữu tử hữu luân hồi vô sanh vô tử là vô cứ là sanh tử linh xa phát. Tay nhắm mắt theo chiếc xe tang, hai hàng ngựa trắng đi đầu. Rồi có một ngày hồn nhạc tôi tiêu điều, điệu đàn và lời ca sầu heo giữa nơi nghĩa trang bao điều hiu. Rồi có một ngày em không thương không nhớ, em sẽ quên đi tháng ngày mình sống mong chờ. Thời gian còn lại chỉ là một mộ bia hoang tàn, lạnh lùng sương phù trắng véo von côn trùng lắng thở dài. Bạn thân ơi thôi rồi xa, người yêu ơi thôi rồi quên, còn có nhớ nhớ gọi tên nhưng thở đầy ân tình. Nằm dưới đây chốn mộ sâu chỉ nghe vang bao niềm đau, lạnh buốt giá rét từng đêm dẹp từng đêm. Rồi có một ngày rêu xanh trên bia đá, tim ngắt không gian, mây trời gọi gió mưa nhòa, mộ vắng đường dài, chẳng còn ai qua lại, chẳng còn nhang còn khói, xót xa cũng buồn tháng ngày trôi. Bạn thân ơi thôi rồi xa, người yêu ơi thôi rồi quên, còn có nhớ nhớ gọi tên nhưng ở đây ân tình. Nằm dưới đây chốn mộ sâu chỉ nghe vang bao niềm đau, lạnh buốt giá rét từng đêm dẹp từng đêm. Rồi có một ngày rêu xanh trên bia đá, tim ngắt không gian, mây trời gọi gió mưa nhòa, mộ vắng đường dài, chẳng còn ai qua lại, chẳng còn nhang còn khói, xót xa cũng buồn tháng ngày trôi.
Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Phật Nhớ Chư Chúng Sanh Tóc Vàng.
có được quan phở xa nguyện tiêu ta chứng được phiền não nguyện đăng trí huệ chân minh liễu phô nguyện thối chưa tất tiêu trừ thế giới thượng hạnh bồ tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ trung cửu phẩm liên hoa di phù mẫu hóa khai kiến phật ngộ vô sanh vơ thối bồ tát vi bằng không về nói phật a di đà tịnh độ nghiệp dứt nơi chốn cõi ta bà trần lao sen vàng chính phẩm mưa nở hoa phá thân thiện đức phật a di đà phóng quang thọ kiến ngưỡng nguyện ngài địa tạng vương bồ tát đức quan âm thế chí độ thủ tràng phan thùy bảo cái dĩ đề huệ phóng áo cầu quảng nhi tiết độ hôm nay là ngày 18 tháng 4 năm Quý Mão tại đại quả tác bình ứng hoa tiết lễ kỳ siêu toàn thể con cháu quỳ trước linh quang phụng thính chư tăng tụng kinh niệm phật nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu độ phụng gì qua giảng hương linh chánh đồ hiển linh tánh do nông nguyện dân hầu hưởng sanh bính ngọ niên hưởng dương trần thể ngộ tạm ban tối đại hạn lâm chung quy mẫu niên tư hòa thập tam nhờ kiếp thời thọ mệnh lâm chung nhất viện thần hồn chi linh ba đức trì trục nhi tự tại nhân thành được đạp giảng tội văn tiêu nguyện hưởng linh đắc độ cao siêu trì toàn thể gia đình tan quyết nghiện tiền hàm an lợi là kiếp tựa như ý phổ nguyện công thành phật đạo nam mô a di đà phật biệt hướng linh thành tất tứ bái tiêu di chỉ là thầy giới thôi làng bảo liên bài như thầy tu tiền như lai thân thổ ký là môn siêu lạc độ bồ tôi được phép là đại diện tăng quyến có toàn thể hội nghèo là thứ nhất tôi xin chân thành cảm ơn cho quý thầy và tất cả quý thầy hàng xa đã bỏ công sức ra đến đây để mà đưa cái khẩu của người cha người chú người anh người em của chúng tôi tới đây ngày cuối cùng tôi không biết gì hơn xin quý đồng lòng một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị và sau hết tôi cũng xin là mời kính mời thầy với quý vị. Để tỉ mỉ thăm Nguyễn Văn Hồng, trân trọng kính mời gia đình cùng toàn thể các quý vị đến đưa tiễn đứng trước linh tượng của ông, kính cẩn nguyên mình trước hương linh ông Nguyễn Văn Hồng. Kính thưa đại nguyện, thay mặt toàn thể cán bộ công nhân viên trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa gửi đến quý tăng quyến, quý tăng quyến đã tin tưởng sử dụng các dịch vụ của trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa cho thân nhân của mình, cầu cho hương linh ông Nguyễn Văn Hồng được thanh thản yên nghỉ nơi cõi bình an để tỏ lòng thương tiếc người đã khuất. Trân trọng kính mời gia đình cùng toàn thể các vị đến đưa tiễn ông dành một phút mặc niệm, phút mặc niệm bất động.